Bây giờ sẽ vẫn vẫn cười vậy. Thế là mười rồi đấy, xe mười cũng nhảy ra. Thú điểm tuần nhẹ nhã là có tới hai loại lượng loại mạnh với lại một loại nhẹ nha, dành cho những tuần nhẹ này là xong rồi hết. Loại mạnh là dành những cây chai lệ xong thì nó từ từ nó chỉ là một cái đó. Mọi người có nhạc thì do ông bác tiên hảo nha, nó sẽ tư vấn ra nó vẫn cần gì, cái những cần gì hảo là giảm là vẫn thành hơn rồi đó, bụng não từ nó bụng con người giờ nó gọn quá nhiều rồi đó. Não hiện tại bây giờ là còn cái da những giảm cân nhiều quá sẽ còn là cái da bụng này. Hôm nay hả có tập đang tập thêm cái yoga để cho nó tay nó kiểu như săn cơ lại, để săn chắc lại. Vì ai mà mọc lên mà không bị giãn thịt đúng không, những da chứ đó, nên là mình phải tập. Nói chung lúc mình giảm cân xong hai mấy ký mình xuống tới 25 kg là mình phải kèm theo giờ cũng như tập luyện nè. Hiện tại giờ em không ăn còn da cái bụng đó. Đây nó đang cũng bị tập, đây nó đang tập mỗi ngày nó xăng lại mình, nhưng mà nó bụng còn nó bự như cái tấm trầu rồi. Giờ còn 59 kg nhưng mà cái da nó cũng sẽ bị nhão nha. Nhão nhưng mà em hảo là giảm nhiều điện như là giảm thời điện dài luôn á, chứ không phải là giảm thời điện ngắn nữa. Cái cách em hảo giảm là em hảo giảm từ từ, nên là da dễ em hỏi cũng sẽ đẹp thường thường, nhưng mà không có bị xương sao nha. Với lại cái da của mình là lúc mà mình giãn ra nó sẽ kiểu như là lúc mà ốm xuống nó sẽ teo từ từ, chứ không phải là như là
nó nhăn, nó nhăn nhăn từ từ, nó hay từ từ sao ta, nó là kiểu như đùng một cái hả, sệ hết cái da mấy thịt nó ngồi nó đều hiểu 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 với Thảo nói miệng thôi là vẫn chậm mà chắc, nói chung là đại khái là vậy, cái gì cũng vậy đó, an toàn cho hết, giảm cân giảm cái miếng ăn với mấy bà chứ thôi giảm cân là nó nổi nhịn nha, mày lo cái rượu nha. Tức là mình quay trả lời đi. Đang quay à, không có áp luôn, đừng có nói chung là một người em bảo là từ 84 kg mà xuống giờ còn 59 kg người, để coi trong thời gian 3 tháng thì người giống như thế nào. Nói chung là em thấy là chậm, nhưng mà em thấy chậm là chắc, để cho khi cái cơ thể mình nó kiểu như nó dùng cái từ là thích ứng kịp thời á, mình giảm nó chậm từ từ á. Nhảy quá em cảm ơn chị Linh yêu nè, kiểu như giảm từ từ rồi để cho cơ thể mình đáp ứng kịp thời, đáp ứng kịp thời để cho kiểu như là không bị suy nhược mọi người. Trời ơi, cứ biết ở máu mình nữa. Xin nha em, cảm ơn chị Khánh An nha. Cảm ơn chị của em lâu lắm rồi. Nói chung bây giờ, hiện tại giờ Thảo là chỉ còn những cái nào mà như da sệ, da bị co giãn trước khi mà trước khi họ ốm, họ mọc ra là cái da nó sẽ bị giãn ra theo. Còn bây giờ hiện tại giờ Thảo là còn 59 kg thì giờ cái da nó sẽ bị nhạt, bị trùng lại. Bắt buộc Thảo phải tập luyện thêm, kết hợp thêm để cho cái săn chắc thịt lại. Chứ bây giờ Thảo xuống ký nữa, Thảo không có đẹp, nó kỳ lắm, xuống kia nhiều quá nó bị xấu. Cái tướng Thảo hiện cao 1m60, giảm cân ngon đẹp gái quá trần luôn. Dạ em có tim mồi á, chứ mặt em không có sữa. Chị Linh hồi đó hay là khi mà em người lên giảm từ từ thôi, đừng có giảm gấp quá, nó sẽ bị suy nhược cơ thể á, không có sức khỏe đâu. Đừng ai hỏi tại sao Thảo giảm cân mà mặt hay mặt da mặt Thảo vẫn đẹp, thì da Thảo vẫn đẹp, không có bị hello với chăm, da Thảo nó không có bị dạng như là chỉ sệ nhiều, như là còn là da không bị sạm á, do khi giảm cân mình có ăn phải nhẹ thế. Chứ nữa thuốc giảm cân là chỉ có giúp mình hỗ trợ hấp thụ chất béo, giúp cho mình hỗ trợ mình là không muốn ăn thôi, chứ một phần là do mình phải kiêng nữa nha. Nói chung nói tiếng không kiêng là không đúng, mình phải kiêng như thế nào, kiêng ra sao, chứ không phải là kiêng là mình luôn nha mấy bà, không có, không có đó. Kiêng là mình sẽ ăn mất lại, ví dụ bình thường mình ăn ngày 3 cử mình sẽ ăn 2 cử, nhưng mà trong cái 2 cử đó mình sẽ ăn ít lại đúng không. Ví dụ ăn một lần cô mình sẽ ăn một chén, mở đầu xuống từ từ từ, là người quen à, tự nhiên bây giờ em Thảo ăn cũng đâu nhiều lắm lúc trước đâu. Nói chung là em Thảo giảm theo cái chế độ mà lâu dài cho quen cái bao tử á, nên như kia họ bỏ thuốc á, họ đã mọc lại. Trời ơi, lúc trước ai biết em hả? Hồi tháng mát ta, hồi tháng 8, tháng 9 gì trời lỗ coi trứng đậm. Tháng 8, 9 năm ngoái 80 mấy kg bự hù lù, cái bụng mà nã như cái trụ. Giờ không tin là có heo, trời ơi, nói dốc chết. Tại vì em không mặc body suit mà không biết lên dâm cân nữa. Em Thảo ít có mặc đồ giống như là ôm body nhiều lắm, hay là mình không có gây dáng nhiều đâu. Để mốt đi tiệc cái gì nên mặc đồ chấn động nó ra coi dáng luôn nha. Nhưng mà giờ ai cũng khen hết trơn. Nói cho mọi người hả, chịu khó giảm cân, kiên trì là sẽ thành công. Lúc đầu Thảo giảm họ kiểu như là hơi bị bất mãn bất lực á, nói chung là uống nhiều rồi lắm rồi đó, nhưng mà ngâm môi và phật tâm đắc nhất nữa là trời ơi tôi đắc luôn rồi xu em Thảo lên nói tới cái mà miệng là tâm đắc nhất là một cái hai cái loại này, một loại nhẹ một loại mạnh nha. Và chị nướng cơ để cho mày mạnh thì dành cho cái đi chơi luôn, còn nhẹ thì dành cho để sợ mệt. Nói chung là
uống là phải uống gì ngọt để ốm đau liền đâu mấy bà, đúng không? Nó chỉ là cứu giảm cân thì nó chỉ giảm giống như là hỗ trợ mình trong quá trình giảm cân thôi, quan trọng kiên trì chứ đừng có mua nhiều. Chị á, mua một tuần uống xong cái bỏ không uống nữa, cái tự nhiên mất biết tin là mình. Ủa em ơi sao nó không xuất tiếng? Còn không là uống à, uống hai bữa uống một lần, ba bữa uống một lần, lấy gì số mấy chị? Mấy chị uống á, mấy chị phải chịu khó là kiên trì mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, chị như là dùng từ là thói quen mỗi ngày trong thời gian đầu là một tháng mấy.